đây anh em ơi, chân giò hầm đây, mềm mục rồi nhé, ở lên được một tí nữa thì ra cả xương, này cũng mềm rồi. Thôi mời tất cả mọi người cắt cơm đây anh em, được hai anh em nấu đông không? Rượu vàng ngát này thì chắc nó cái mùi mùi nó cái kiểu gì. Đi vào nó chủ nó bóng rồi nha. Giới thiệu tất cả anh em nhé. Hôm nay mình vào bếp. Chân giò đi. Chân giò hầm nha anh em. Hầm cao, ngải cứu. Đây nhá, ngải cứu mình vừa đi hái về đây. Mưa ướt hết này anh em, không quay. Đây lạng cao sơn dương nhé, đây lại là một ít hành. Bây giờ ta sẽ đi lấy rượu nhé, rượu có rượu cho gia vị đầy đủ đây nha. Mình cho nó cắt cho nó nhỏ nhỏ ra cho nó nhanh dừ nhé nha. Cái nồi điện này, nồi hầm của nhà mình này vừa nấu cơm vừa hầm sẽ nhanh hơn. Cái này có khả năng cũng phải pha ra tí nữa nhé. Cho cắt cái đoạn này ra. Đây nha anh em. Giờ mình bắt đầu cho vào lòi và cho ngải cứu vào chặt cao nhé. Đây nha anh em. Cho bằng chắc cho bằng này cao được rồi. Cao này là cao nhà mình tự nấu nhé. Giờ mình sẽ cho một ít nước, gia vị đầy đủ rồi. Và rượu, hãy quên giờ chưa đi lấy rượu. Ở đây đi lấy rượu nha. Mình vừa cho gấp một gáo này nước rồi. Còn bằng này rượu ấy. Rượu ngô men lá này. Cho hết. Lần này chắc hết. Vừa đủ rồi. Có ít tí. Bây giờ mình sẽ cho nước mắm nhé, bột lên bột ngọt nhé, rồi cho kết quả nhanh nhé. Nha anh em, đây làm thêm một ít ốc, ốc ruộng nha, ngâm lá ớt đây nha. Đây là ốc ruộng, ốc dạ, đây không phải ốc nuôi đâu nhé. Ốc này mình mua trên Lạng Sơn đấy, trên bản đấy. Là ngâm lá ớt nhé. Luộc mình thích ăn cái con nhỏ nhỏ ăn nó không có con mà nó đầu nó cũng to ấy. Mình buôn loại này nhé, khoai khoảng gạo rồi là đồ rừng. Ở đây còn ít nhóm ong đây nha. Mình xào lá lốt, cắt cơn, những chân giò đang hầm trên kia. Coi ăn đơn giản, không biết là có luộc thêm ít lạc không. Buôn cả lạc luôn, lạc đỏ Lạng Sơn. Lá lốt đây. Sao lấy sang bên này đâu? Nồi hầm nó xong rồi nhá. Từ đầu là nó ở bên đỏ này, không biết thì cứ nói. Cầm cái đũa này xem là nó dừ chưa. Ui, không mềm mù rồi chứ. Mình bật thêm tí nữa nhỉ. Đúng bài của nó. Bật nữa đi. Sao mình hôm nay cho hơi nhiều nước à. Này, để bật thêm tí nữa. Luộc thêm ít lạc anh em nhé. Hôm nay quyết định làm cốc. Chắc được rồi. Rang ong nhé. Ốc mình đã vớt ra. Bây giờ rửa. Còn đưa lên luộc lá chanh nhé. Gừng. Đây nhá. Cho lá chanh vào. Xong bây giờ đi ra lấy gừng. Đây, lạc đỏ nhé,
mình ăn luộc xong. Đây, lá nốt mình thái nhỏ này. Rồi chảo này là mỡ già già này mình chỉ đảo qua đây, ong hôm nay để làm món không giòn nhé, đảo qua qua này. Ai ăn được thì thấy ngon, ai không ăn được thì sợ. Còn đúng bằng này hôm qua có người đến xin cho. Ok, món ong đã ok anh em, gia vị mình đã cho vừa vặn. Hôm nay mình xào ướt này, mình xào khô. Này xào đơn giản, đập với lá lốt không, rồi ốc luộc này bên cạnh nhé, gừng, lá chanh, lá ớt, gia vị cho vào tí vừa vừa vào đây. Ok nha anh em, xong cho ra đĩa đây, thơm phức luôn anh em. À, mai mình lên Lạng Sơn thì mình lại mua tiếp, dặn họ là mua này mình hay ăn. Nha anh em, mùng 2 nhé, vẫn vừa đi ra quán mua được hai bát tiết canh nữa, có hai người thôi mà. Đây, ốc luộc, sả, gừng, lá chanh, lạc luộc, củ rong, củ mài. Đây là rau ngồng Mẫu Sơn, xà, nóng ong. Còn món chân giò hầm như thế nữa cơ, uy tín chưa, quá uy tín luôn. Đây anh em ơi, chân giò hầm đây, mềm mục rồi nhé, ở lên được một tí nữa thì ra cả xương, này cũng mềm rồi. Ôi, mời tất cả mọi người cắt cơm này anh em. Được hai anh em. Nấu đông không? Kéo chưa? Rượu vàng ngát này chắc nó cái mùi mùi nó cái kiểu gì? Đi đào nó chủ lông bóng rồi nha.